Hey, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Thì tiếp tục trong cái video này, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách làm một cái bộ nguồn xung với điện áp đầu ra là 12V, có công suất có thể đạt đến là 2-300W. Vào mặt thì chỉ có một vài linh kiện thôi, tất cả chúng ta sẽ tháo được từ nguồn ATX ra, cái nguồn máy tính đó. Như anh em sẽ thấy đây, thì tôi test thử nó một cái máy khoan. Đôi lúc anh em thấy thì dòng nó vượt quá được 20A với cái công suất rất là khỏe, dễ dàng cho anh em thể dùng với những cái tải thông thường, hoặc có thể dùng nó để chạy máy khoan hàng ngày như tôi sử dụng ở đây. Thì cái sơ đồ nguyên lý và mạch in này thì tôi đã để trong phần mô tả, anh em có thể tải về ở trong đó và ủi ra. Mạch này được thiết kế lên mạch in một lớp, do đó các anh em có thể ủi đồng kinh dễ dàng. Ở tụ đầu vào chúng ta sẽ có là những cái con tụ và những cái biến áp và điện trở, anh em có thể tháo tất cả từ cái nguồn ATX, cái nguồn máy tính á, thì tôi tận dụng tất cả từ đó được hết. Chỉ có một con chip, đó là con IR2153, là anh em phải mua, giá nó tầm là 14-15 ngàn một con, rất là rẻ thôi. Anh em chỉ cần lắp đúng sơ đồ của tôi là mạch chắc chắn sẽ chạy. Một cái tip nhỏ để chia sẻ với anh em, đó là cách tháo một cái biến áp này ra. Thì anh em nấu một nồi sôi lên, chúng ta sẽ bỏ nó vào, sau đó chúng ta nấu khoảng tầm 10-15 phút thì lúc này cái keo nó sẽ rã ra và anh em có thể lấy cái biến áp trong cách rất dễ dàng, như tôi đã làm đây anh em sẽ thấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái sợi dây là 0,6mm, chúng ta sẽ quấn cho cái sơ cấp, nó là 40 dòng. Tất nhiên là nó sẽ có một hai cách quấn. Cái quấn đầu tiên là chúng ta sẽ quấn được là nửa vòng sơ cấp, sau đó lại đến thứ cấp, rồi sau đó chúng ta quấn nửa vòng sơ cấp còn lại. Tuy nhiên cách đơn giản nhất thì tôi sẽ chỉ cho anh em thôi, đó chính là chúng ta quấn cái lèo một phát, đó là sơ cấp, sau đó chúng ta cách điện quấn một lèo tiếp tục là thứ cấp. Thì hiệu suất nó không được cao lắm và nó không được giống như cái cách quấn thông thường, tuy nhiên nó rất dễ dàng cho anh em quấn, anh em có thể làm được. Và tôi cũng hồi mới bắt đầu làm một ATX thì tôi cũng quấn như thế này thôi, nó vẫn cho ra điện áp bình thường, công suất vẫn ok, không có gì cả. Ở thứ cấp thì chúng ta sử dụng dây 0,4, chúng ta để 6 dây, chúng ta sẽ làm hai cái đoạn như vậy và chúng ta chập lại, đây chính là hai cái đầu ra nè, và điểm cuối của hai thằng này sẽ được nối lại với nhau, chúng ta sẽ lấy gọi là điểm giữa. Thì anh em quấn cho nó khoảng tôi là làm 4 vòng và chúng ta sẽ có được điện áp là 12V. Anh em muốn điện áp cao hơn thì chúng ta cứ lấy 12 chia 4 được 3, tương ứng là chúng ta có là 3V một vòng. Anh em muốn 5V thì quấn 2 vòng, quấn tầm gần 2 vòng. Hoặc là anh em muốn 24V thì chúng ta quấn 8 vòng. Đó là công thức cho anh em tính rất là dễ dàng thôi. Thì sau khi làm xong thì chúng ta sẽ gắn cái ferrit như ban đầu vào. Thì anh em có thể dùng cây 502, tôi mua ngoài chợ tôi gắn vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Và như thường lệ thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chút xíu về cái công ty mà tôi đã đặt linh kiện điện tử ở đây rất là nhiều lần. Đó chính là công ty LCSC, một cái công ty của Trung Quốc chuyên cung cấp các linh kiện điện tử cho các công ty chuyên lắp ráp về các mạch in trên toàn thế giới. Công ty này thì nó có một website, đó là LCSC, anh em có thể đánh vào trong trình duyệt hoặc có thể vào trong phần mô tả của tôi thì điện nhấp phần đó chúng ta sẽ có nó ra một cái trang web. Thì cái công ty này, cái trang web của công ty này, anh em ở trên đó có thể tìm kiếm được tất cả linh kiện từ linh kiện chính hãng đến là linh kiện fake, cũng như là tất cả các chủng loại, chẳng hạn như từ diode, MOSFET, transistor, IC, hầu như tất cả mọi thứ anh em cần để có thể ở đây được. Và chúng ta chỉ cần đăng ký một tài khoản, sau đó là chúng ta chọn các linh kiện thì chúng ta có thể xem được trước cái linh kiện mà chúng ta chọn là thế nào, dán là chính cắm. Và cuối cùng là thanh toán PayPal hoặc là thẻ Visa rất là dễ dàng. Thì quay trở lại với cái phần này thì chúng ta sẽ có để sử dụng con IC là con MOSFET, đó là 20-60. Thì cái con MOSFET này tôi mua ở chợ thì một cặp của nó chỉ khoảng tầm hai mấy ngàn thôi. Thực ra anh em có thể dùng con 730 vẫn được, hoặc 740 thì tôi khuyên dùng hai con đó thôi. Tại vì hai con đó anh em có thể tháo ra từ cái nguồn của tháo ra từ cái bộ UPS, từ các biến áp TG500 hoặc là TG1000 để sử dụng cái con MOSFET cao áp đó. Thì cái con đó thì hàng có máy thì nó sẽ tốt rất nhiều lần so với những cái con mà tôi mua ở chợ đây. Đảm bảo với các anh em là tốt hơn rất là nhiều lần. Anh một lời khuyên như vậy để sử dụng MOSFET. Và một cái tip nhỏ nữa là sau khi lắp màn này xong thì anh em bắt buộc là phải ở phần đầu vào cắm điện 252, anh em phải cho bộ bóng đèn 220V, 60W hoặc là 40W hay là 100W, để lỡ như chúng ta có làm sai sót gì đó mà nó chập mạch ở bên trong này thì nó sẽ bóng đèn sẽ sáng lên thôi chứ nó không có nổ để cháy cái linh kiện của ta.
đó là một tip nhỏ cho anh em, và hãy nhớ cẩn thận với nguồn sung, tại vì nó sẽ làm việc đáp 2-2, mọi cái sai số thì đều dẫn đến tất cả những cái sự cố rất đáng tiếc cho anh em, nên là hãy cẩn thận. Đây thì tôi sử dụng một cái ống đèn xe máy 35W, tuy nhiên chúng ta chạy 2 râu thì nó sẽ lên được là 72W, 70W đấy. Như vậy là đã xong rồi, mạch đã được hoàn thiện. Thì chúc tất cả anh em thành công. Nếu anh em cảm thấy video tôi hay thì nhấn like, share, subscribe để ủng hộ tôi. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Tạm biệt.